Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio truyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung tri đại thiên thế giới, tập 365, Ma vật Diệt Thần Phủ. Ha 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 ha. Ma ấm lúc thì vang lên một hồi trong thần thức của đông hồn, lúc thì vang lên từ trong hắc ám pháp tướng, khiến đám người cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng vừa rồi va chạm, khiến cho toàn bộ khu vực phế tích này nổ tung, đại điện nứt toác trên bầu trời đều tràn ngập một cỗ khí tức cường đại đến đáng sợ đó là một cỗ ma khí vô cùng khủng bố vô biên không ổn có thứ gì đó xuất hiện ra đám người của đan thần tháp và âm dương điện đều lộ ra ánh mắt kinh hãi trong lòng có một cảm giác bất an mà vũ tuyết đứng ở một bên trong đôi mắt đẹp của nàng có tinh mang thuần bạch hiện lên dường như trong nháy mắt nàng đã nhìn thấy hắc ám pháp tướng kia đột nhiên động đậy hơn nữa còn có một trái tim đen sẫm bắt đầu đập đó là sau khi lẩm bẩm một tiếng Thần sắc của Vũ Tuyết cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì nàng cảm nhận được một cỗ ma khí vô cùng cường đại đang lan tỏa, nếu nó hoàn toàn bùng phát, vậy thì bất kỳ ai ở hiện trường cũng không phải là đối thủ của nó, hiện tại phải ngăn cản đối phương hoàn toàn phục sinh, băng, vũ, động, thiên. Không biết từ lúc nào, trong tay Vũ Tuyết đã hiện ra một thanh băng kiếm, tỏa ra kiếm thế như hàn tinh phá trường không, trên thân kiếm lưu chuyển kiếm mang băng hàn trong suốt. Nàng khẽ quát một tiếng, truyền thần nguyên chi khí vào thân kiếm, thanh băng kiếm kia lập tức bùng phát ra hàn khí lạnh thấu xương như thể đóng băng mọi thứ xung quanh nàng vung kiếm chém ra kiếm khí kinh người như cuồng phong bạo vũ cuốn về phía hắc ám pháp tướng khi thế hùng hổ nhiệt độ giữa thiên địa giảm xuống mức cực hạn băng xương lạnh vô cùng che phủ đối mặt với thế công sắc bén này hắc ám pháp tướng không hề hoảng hốt miệng phát ra tiếng gầm đầy ma tính tự tìm đường chết ngay sau đó một đạo ma quang trói mắt bắn ra thì trong cơ thể nó trong nháy mắt đánh trúng thanh băng kiếm của vũ tuyết hàn lực vốn sắc bén kia mà dưới ma quang này lại như sương mỏng gặp nắng gắt trong nháy mắt tan biến toàn bộ hàn khí xung quanh đều tan biến không còn tam tích vũ tuyết thấy thế công bị phá biết là không ổn thân hình nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn khó mà né tránh ma uy như hình với bóng không khí xung quanh như thể bị đóng băng khí tức ngột ngạt khiến nàng khó thở trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng khó phát hiện biết rõ nếu như không có đột phá hôm nay chỉ sợ thực sự sẽ lâm vào hiểm nguy cảnh tượng xung quanh như bị cuộc giao tranh lực lượng này bóp méo Xanh giới vốn rõ ràng, lúc này trở nên mở nhạt, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bức của ma uy, khiến cho người ta nghẹt thở. Vũ Tuyết nắm chặt băng kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định và bất khuất, cho dù đối mặt với cường địch, nàng cũng không hề có ý định lùi bước, nếu như không xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ hôm nay không ai trong bọn họ có thể rời đi. Vũ Tuyết lại một lần nữa vận chuyển toàn bộ thần nguyên chi khí của mình, lúc này không lưu lại chút nào, hàn lực trên băng kiếm lại một lần nữa xuất hiện, đánh về phía Ma Quang. Uhm. tuy nhiên lực lượng của ma quang thực sự là quá đáng sợ cho dù cửu trọng thiên vị thần cũng chưa chắc đã có thể chống lại mà thực lực hiện tại của vũ tuyết lại yếu nhất trong số các sư huynh sư tỷ cho nên không có gì bất ngờ đòn tấn công toàn lực của vũ tuyết vẫn bị ma quang đánh bại thân hình vũ tuyết bay ngược ra ngoài tốc độ cực nhanh ngay khi sắp va chạm với mặt đất nàng lập tức thúc giục thần lực dùng đầu kiếm chạm vào mặt đất tạm thời ổn định thân hình đang bay ngược cuối cùng lộn một vòng trên không trung vững vàng tiếp đất nhưng nàng vẫn không có buồng lòng thở phào, bởi vì đạo ma quang kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vũ Tuyết, như muốn kích sát nàng. Vũ Tuyết sưng muội, Quách Cửu Mộ đang điều trị thương thế liền lớn tiếng hô về phía Vũ Tuyết, cho dù bây giờ hắn ta muốn cứu Vũ Tuyết cũng không kịp nữa, vì tốc độ của đạo ma quang kia thực sự quá nhanh. Lúc này, Vũ Tuyết đã bị hiểm nguy bao trùm, nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lại phản chiếu một bóng người mặc hắc bào, đang dần dần phóng to. Vũ Tuyết, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai nàng, ngay sau đó, một bàn tay ôm lấy eo nàng, chỉ thấy đó là một nam tử có khuôn mặt thanh tú và thon gầy. Tiêu viêm Sau khi nhìn rõ dung mạo đối phương, trong đồng tử phản chiếu rõ hình ảnh của tiêu viêm, trong lòng trở nên vui mừng. Là ta, ta đến rồi. Mấy chữ đơn giản, truyền vào tai vũ tuyết lại khiến nàng cảm giác vô cùng an toàn. Nữ nhân của ta cũng dám hạ sát thủ, đúng là tìm đường chết. Sau khi giúp vũ tuyết ổn định thân hình, tiêu viêm lập tức nhìn về phía hắc ám pháp tướng ở xa. Ha ha, lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói chuyện với ta như vậy tiểu tử người tìm đường chết phải làm ngươi hắc ám pháp tướng lúc này như đã phá vỡ phong ấn một chút đôi mắt chạm khác của nó cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ sẫm nhìn vào đôi mắt đó đều cảm thấy một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi cỗ khí tức này rất giống với ma vật của diệt thần phủ chẳng lẽ tiêu viêm như nghĩ tới thân phận của đối phương sau đó tiếp tục nói người là ma vật của diệt thần phủ diệt thần phủ hắc ám pháp tướng cũng sững sờ một chút chưa từng nghe nói tới diệt thần phủ lập tức cười lạnh ta không biết diệt thần phủ là cái gì ta đã bị phong ấn ngàn vạn năm rồi hôm nay sắp phá phong ấn tiểu tử ngươi chết chắc rồi không phải diệt thần phủ sao tiêu viêm cũng có chút nghi ngờ chẳng lẽ hắn ta không phải người của diệt thần phủ nhưng nhìn từ khí tức đối phương lại có khí tức tương tự với ma vật của diệt thần phủ hàng ngàn vạn năm trước tiêu viêm nhớ lại khoảng thời gian xa xưa này thời điểm đó là thời gian xảy ra thiên cổ hạo kiếp chẳng lẽ diệt thần phủ là một thế lực thần cấp siêu thần xuất hiện sau này sao nếu không phải diệt thần phủ nhưng chắc chắn ngươi cũng có liên quan tới diệt thần phủ hiện tại tuyệt đối không phải thứ gì tốt ngươi cũng đừng hỏng phá phong ấn cho dù thực lực của ngươi rất cường đại nhưng khoảng thời gian dài như vậy cho dù phá phong ấn thì thực lực cũng sẽ bị giảm sút cho nên bây giờ kích sát ngươi mới là thời điểm tốt nhất lời của tiêu viêm khiến hắc ám pháp tướng kia rung lên khó phát hiện nhưng ma uy đáng sợ của nó vẫn không giảm lập tức một đạo ma âm phẫn nộ truyền ra xem ra ngươi không phải tiểu tử bình thường nếu đã biết chuyện thiên cổ hạo kiếp xem ra sau thiên cổ hạo kiếp kia cũng có một số đại trụ thần trích sống sót nhưng hôm nay không ai có thể ngăn cản ta phá phong ấn trong ma âm tỏa ra khí tức đáng sợ cỗ khí tức này chí ít cũng đã đạt tới trình độ cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong nếu như đoán không nhầm thực lực thời kỳ đỉnh phong của ma vật này ít nhất cũng là bán đạo thần nhưng cũng may cho dù đối phương phá phong ấn thì thực lực cũng sẽ giảm sút rõ rệt cho nên tiêu viêm cũng không sợ hắn ta bởi vì dù sao tiêu viêm hiện tại có rất nhiều át chủ bài chỉ cần không phải thực lực bán đạo thần, tiêu viêm tự nhiên có thực lực chống lại. Mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube, audio chuyện đông hua, ta cũng vừa nói rồi, hôm nay người không thể thoát khỏi nơi này, hơn nữa, ta còn có thể tiêu diệt người. Giọng điệu của tiêu viêm rất bình thản, nhưng khiến cho tất cả cường giả thần trích có mặt, đều cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người tiêu viêm. Đây tuyệt đối không phải khí tức mà một cao giai thiên vị thần có thể tỏa ra, ít nhất cũng là một cửu trọng thiên vị thần. Hắn, chẳng lẽ lúc trước, vẫn luôn che giấu thực lực sao? sắc mặt của mấy vị sư huynh sư tỷ ngũ hành phái hệ cũng thay đổi đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại như vậy từ tiêu viêm thực lực của tiêu viêm sư đệ lại đột phá đến cảnh giới cao như vậy xem ra việc hấp thụ chu tâm bản nguyên đối với hắn mà nói đã thu được lợi ích rất lớn lãnh nhi cũng có chút kinh hãi nói mà quách cửu mộ vẫn đang điều trị thương thế kia tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của tiêu viêm mí mắt nhắm chặt của hắn ta lúc này cũng sực sực nhẹ tiêu viêm ngươi cẩn thận một chút đối phương rất kỳ quái cũng không hề đơn giản vũ tuyết cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng tuy thực lực của hắn không yếu nhưng đối mặt với một con ma vật lai lịch bất minh càng phải thận trọng hơn sợ đối phương có át chủ bài cường đại nào đó đến lúc đó tiêu viêm không cẩn thận sẽ bị trọng thương tiêu viêm nhìn vũ tuyết ôn hòa cười một tiếng nói yên tâm ta tự có chừng mực không biết vì sao vũ tuyết lại có một cảm giác an toàn khó hiểu đối với tiêu viêm chỉ cần có hắn ở đây vậy thì mọi thứ đều trở nên an toàn vô cùng ha ha các ngươi nói xong chưa nếu đã nói xong, vậy thì để ta cho các ngươi nếm thử sự đáng sợ của ta." Vừa dứt lời, ma khí ở đó bắt đầu ngưng tụ, như có thể thôn phệ mọi vật, khiến người ta cảm thấy tâm thần lay động, mà Tiêu Viêm đứng tại chỗ, ánh mắt hắn dần dần nheo lại, trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn đối mặt với một hắc ám pháp tướng, đôi mắt của pháp tướng kia như hồng ngọc trong bóng tối, lấp lánh ánh sáng âm u. Đột nhiên, một đạo ma quang chói mắt từ trong mắt pháp tướng bắn ra, giống như mũi tên xuyên qua hư không, chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Tuy nhiên, thần sắc tiêu viêm không thay đổi hai tay hắn nhanh chóng kết ấn không khí xung quanh đột nhiên tăng nhiệt nguyễn bạch hỏa diễm và hỗn sắc như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra giao thoa với nhau tạo thành một lớp phòng ngự hỏa diễm khổng lồ bao phủ chặt chẽ lấy hắn ma quang va chạm vào lớp phòng ngự hỏa diễm trong nháy mắt tiếng nổ vang trời gợn sóng năng lượng như sóng biển cuồng bạo cuốn ra từ phía đại địa cũng theo đó mà dung chuyển biển lửa cuồn cuộn sóng lửa dâng trào thôn vệ mọi thứ vào trong đó nhưng trong biển lửa này tiêu viêm lại vững vàng như sơn hỏa diễm tạo thành một pháo đài bất khả xâm phạm cho hắn theo gợn sóng năng lượng tan biến biển lửa cũng dần dần rút đi liền lộ ra thân hình tiêu viêm không hề hắn gì thân hình hắn kiên cường một luồng khói xanh lượn lờ bốc lên tượng trưng cho sự tinh thông về hỏa diễm lúc này ánh mắt của đám mọi người đều tập trung vào tiêu viêm những cường giả thần trích chứng kiến tất cả những điều này ngay cả mấy vị sư huynh sư tỷ ngũ hành phái coi thường tiêu viêm cũng không khỏi chấn động vì lực lượng kinh người và khí thế ung dung của hắn hắn lại có thể dễ dàng chặn được công kích của đối phương. lúc này mấy vị cường giả của âm dương điện phát ra tiếng kinh hô trong giọng nói tràn đầy sự khó tin. tiêu viêm đứng tại chỗ trong mắt lóe lên vẻ lạnh nhạt. hắn biết trận chiến này chỉ mới bắt đầu đối với con ma vật này tiêu viêm cũng không có coi thường. dù sao ma vật này hiện tại vẫn đang bị phong ấn cho nên hắn có thể thi triển nguyễn hư đế viêm và tam muội thần hòa để chống lại công kích của đối phương. thần hòa trên người ngươi lại có thần hòa mà lại còn hơn một đạo thần hòa đôi mắt màu đỏ sẫm của hắc ám pháp tướng nhìn chằm chằm vào tiêu viêm như muốn nhìn thấu hết thảy mọi thứ cùng bí mật trong cơ thể tiêu viêm ngay sau đó ma vật nhìn thấy khí tráng của tiêu viêm lúc này dường như bất khả xâm phạm hắn chính là một hỏa thần vạn hỏa được phụng sự hắn như thần cảm giác này khiến cho ma vật có chút chấn động ký ức của nó cũng nhớ lại rất lâu rất lâu về trước thiên cổ kỷ nguyên tại thời kỳ đó hình như cũng có một vị đại năng hắn ta lĩnh ngộ viêm thần chi đạo đại trụ bên trong có ngàn vạn đại đạo mà viêm thần chi đạo chính là đại đạo cường đại nhất, lúc đó cũng chính là vị đại năng này lật ngược thế cục, tạm thời kết thúc thiên cổ hạo kiếp. đương nhiên, vị đại năng kia cũng bị trọng thương trong thời gian đó, đạo thể, đạo tâm tan vỡ, cho đến sau này không còn nghe thấy tin tức của hắn ta trong đại trụ nữa. Có tin đồn nói vị đại năng kia đã kết thúc cùng thiên cổ hạo kiếp, cũng có tin đồn nói vị đại năng kia đã chuyển thế. rất nhiều tin đồn đều lan truyền ra sau thiên cổ hạo kiếp, sự thật cụ thể là gì vẫn không có đáp án chắc chắn mà vị đại năng trong miệng con ma vật này chính là phần thần đứng đầu trong năm vị vô thượng thần lực vô thượng của phần thần cũng là sự tồn tại cường đại nhất trong đại trụ hắn ta đứng trên đỉnh cao của đại trụ vô thượng đỉnh phong đối với hai chữ phần thần không ít ma vật khi nghe thấy cũng sẽ khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu là hắn ta có thể thôn vệ hết thảy vô thượng pháp tắc tuy hắn ta có thực lực vô thượng đỉnh phong nhưng định nghĩa của hắn ta về vô thượng hình như sâu sắc hơn những vị vô thượng khác điều này dẫn đến việc thiên cổ hạo kiếp không thể hoàn toàn hủy diệt đại trụ trong thời kỳ đó. Điều này cũng dẫn đến việc những con ma vật như bọn chúng có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với hai chữ phần thần. Mà con ma vật này đã bị phong ấn hàng ngàn vạn năm, ký ức của nó chỉ lưu giữ lại ký ức trước thiên cổ hạo kiếp, cho nên khi nhìn thấy trên người tiêu viêm lại có nhiều đạo thần hòa như vậy, nhìn vào đạo vạn hòa chi thần của hắn, lại khiến nó nhớ tới ký ức này. Trên người ta có nhiều đạo thần hòa, khiến người cảm thấy rất kinh ngạc sao. Giọng nói của tiêu viêm rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng và bá đạo. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, hiện tại ta phá phong ấn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà ngươi muốn kích sát ta, càng không có bất kỳ cơ hội nào, nếu đã như thế, vậy ta để con rối của âm dương điện này đấu với ngươi đi. Ma âm của hắc ám pháp tướng vang lên, mang theo sự tự tin tuyệt đối, hiện tại thần thức của đông hồn đã sớm bị khống chế, cộng thêm lực lượng tà vật dung hợp, thực lực hiện tại của hắn ta càng đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ, cho dù là tiêu viêm, cũng phải lấy ra một số át chủ bài cường đại mới được. Tiêu Viêm, ngươi chính là đệ tử thân truyền mới được tháp chủ đan thần tháp thu nhận, khi thế quả thực rất cường đại, còn cường đại hơn cả đại sư huynh của ngươi, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, chỉ dựa vào khí thế thì không đủ. Ánh sáng đỏ sẫm trong mắt Đông Hồn lấp lóe, vô cùng kỳ quái và thâm thúy. Cho nên, trong mắt hắn ta, Tiêu Viêm cũng chỉ là một kẻ bại trận mà thôi, thực lực hiện tại của hắn ta có thể đối đầu với một cửu trọng thiên vị thần, ngoại trừ vài thần kiêu cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong kia ra, không ai là đối thủ của hắn ta.